Thưa quý vị và các bạn, khi có thiên tai hay làm nhân họa thì rất cần những người dũng cảm, không ngại hiểm nguy để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người khác. Và trong thời gian qua cũng đã có nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh An Giang đã trở thành tấm gương như vậy. Và mới đây đó là cụ thể có 3 chiến sĩ trẻ thuộc đại đội bảo vệ mục tiêu phòng cảnh sát cơ động đã không ngại dòng nước chảy xiết cứu sống một người phụ nữ. Hành động này đã nhận được nhiều lời khen của rất nhiều người. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng hành động quả cảm của 3 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh An Giang vẫn được nhiều người nhắc đến. Đó là ngày 15 tháng 9 năm 2019. Không biết buồn chuyện gì, một phụ nữ đã đốt xe rồi lao mình xuống sông Hậu. Thời buổi trưa đó, thấy có một phụ nữ trên này nè, chạy thẳng xuống mà chạy xe mạnh lắm, chạy nhanh lắm. Lấy hột quẹt đó trong túi ra, bóp lên, thảy vô chiếc xe, cháy. Đang trực tại Võng Gác tỉnh ủy An Giang, chiến sĩ Bùi Minh Đức đã kịp thời dùng bình chữa cháy dập tắt lửa khi chiếc xe vừa bốc cháy. Hai chiến sĩ Dương Trọng Hữu và Võ Quốc Thái nhanh chóng phóng xuống dòng nước đang chảy xiết, kịp thời cứu nạn nhân đem vào bờ. Em với đồng chí Hữu vội vàng lao xuống sông, ôm lấy chị đấy, và rất may mắn là gần khu vực xảy ra vụ việc hôm đó có một cô lái đò, là em với đồng chí Hữu mới dìu người phụ nữ đó đưa lên đò. Hai chú công an nhảy xuống thì mình cũng la, mình nói là không được đâu, nhảy xuống thì người ta không có phao thì người ta sẽ là đeo theo chết đuối. Nhưng mà mấy người công an người ta nói không sao. Cứu được người là một niềm vui, nhưng có lẽ niềm tự hào lớn nhất của các chiến sĩ là đã làm tròn trọng trách. Lúc đó em không có sợ luôn. Mình chỉ biết cứu người là quan trọng. Mình là một người chiến sĩ công an nhân dân, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, rồi phải có tinh thần dũng cảm. Để có thể không chỉ vụ việc này mà sau này nếu mà có đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm hơn thì mình cũng phải đối mặt. Hy vọng rồi đây bằng sức trẻ, bằng sự nhiệt huyết của mình, các chiến sĩ sẽ đóng góp thêm nhiều chiến công giúp giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân.